để đi qua cái miếng đất đối diện để mình hái rau nha anh chị em. Đó. Đó, anh chị em thấy không? Ở đây là nó rau mọc tự nhiên nha anh chị em. Đó, nó có rau muống, rau lang, rồi có thêm rau mồng tơi nữa. Rất là non. Rất là ngon và tươi. Đó, bây giờ thì mình chuẩn bị hái và mình để dành để mình sử dụng, cũng phải được, mình đoán là cái đám rau này mình sẽ được khoảng 1 tuần hái nè anh chị em thấy không. Hai rau muống nó rất là non, rất là tươi anh chị em, mới vừa hái được mớ nè. Còn đây là cái rau rau dền nè anh chị em, rau dền ha, rồi đọt đọt rau lang nè anh chị em, rất là non nha anh chị em. Đó, thấy chưa em, thấy không? Đó, mình làm được một bó vậy đó anh chị em, thấy chưa? Một bó rau rang, rau dền, rau muống. Đó, như đây là mình đủ lương thực rồi, mình đủ lương thực, mình sống được 1 tuần nè anh chị em. Đó, chị em thấy không, rất là ngon. Bởi là ta nói là ở hiền là gặp lành nha anh chị em. Em biết lý do sao mình ở đây, mình với mình ăn cơm mình không ăn da, tại vì cái mùa dịch này á, mình không có ở trên trên quận 12, vợ con mình nó đang ở trên đó. Vì một tháng tháng mấy 2 tháng nay mình đi làm thiện nguyện suốt ngày, chạy tới những cái vùng mà F0, vùng dịch không à. Nếu bây giờ mình đi làm những cái chuyện này á, mình về nhà thì hai đứa con mình á, nó còn nhỏ, vợ mình á, thì nó cũng đã có bệnh nền, chưa có ai được chích ngừa đó, nên nó rất nguy hiểm, nên buộc lòng mình á, phải về quận 2 là nhà mẹ mình để mình tiện đi làm thiện nguyện, chở gạo, chở những cái đồ ăn thức uống
khó khăn là con mèo. Tính tới thời điểm này thì mình cũng chưa bao giờ nhận 1.000 nào của những người ở ngoài nha anh chị, mình chưa bao giờ kêu gọi ở ngoài. Đâu chưa rồi mình làm á thì mấy trăm phần quà đó là tiền của hai người bạn mình, đó là bạn Tôn Việt Kiều Mỹ và bạn Ngọc Việt Kiều Canada. Trong đó mình cũng có 60 mấy phần của mình, khả năng mình không có nhiều tại vì mình cũng là nghề chính của mình chỉ là tài xế chạy xe anh chứ cũng không thu nhập gì ra đâu. Vậy em biết mấy tháng từ hồi Tết giờ xe mình cũng đâu chạy đâu, toàn là chạy từ thiện thì chở đồ miễn phí không à, đâu có đồng nào đó anh chị em. Sắp tới này mình đang chờ cái nghị định đó nó qua một tuần cho nó lắng xuống, tức là giãn cách đó, không có ai được quyền ra đường, mình chờ cho nó lắng xíu mình sẽ đi phát bánh mì, mình sẽ mua đặt bánh mì mỗi ngày mình đi phát bánh mì cho tới mấy khu cách ly với bà con nghèo. Cái này mình cũng không kinh phí nhiều, thì hiện giờ mấy người quen của mình trong cái nhóm của mình á anh em, thì mỗi người một chút gì đó phụ vô mà làm thôi, chứ còn ở ngoài thì mình cũng chưa hề nhận được có ai một ngày nào. Có nhận có thằng em ở quận 9, nó cũng đã lâu rồi anh chị em, mỗi tháng như vậy là nó phụ mình 1 triệu để phát bánh bao chay. Thì bây giờ tới giai đoạn này là tới hết tháng 7 này, tức là đầu tháng 8, thì em đó là cũng tên Hòa, chạy xe 29 chỗ đưa tay đầu hàng là anh chị em đó, cũng công bố phá sản rồi. Thì nhóm mình hiện giờ chỉ còn khả năng vậy thôi. Mình muốn tâm sự là nói cho bà con biết nghề chính của mình đó là nghề chạy xe du lịch đường dài. Thì mình chở khách đó, nếu mà không có dịch đó mình chở khách đó, anh chị em nào có đi liên tỉnh đó, thì alo mình. Có hai đứa con gái, một đứa đầu nó học lớp 8 năm nay chuẩn bị qua lớp 9, còn một đứa thì nó đang học lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4 nha. Xin nghỉ rồi, giờ mình dạy ở trường cấp 3 Thủ Thiêm, dạy giờ Anh Văn lớp 12 nha anh chị. Thì bệnh đã nghỉ 3 năm rồi. Giờ hai con mình dịch này cũng đi về bên nhà vợ mình. Mình cũng muốn cảm ơn mẹ vợ đã cung mang cho vợ và mấy đứa con mình. Và cũng có mấy đứa em rất là thương vợ với con mình, quan tâm lắm. Đó là hai chồng Nhật Nga cũng lo lắng phụ nhiều lắm. Rồi chị Hai Quanh Út Diệu cũng nhờ có những người đó quan tâm chăm sóc vợ con mình thì mình mới đi làm thiện nguyện được nha anh chị em. Rau tươi nha anh chị em, rau muống nè, rau muống mình hái đó, mình hái dưới đó. Nếu mà có dịp nào đó thì bà con cô bác anh chị em nào muốn thưởng thức đồ chay thì cái alo mình sẽ tới nhà, qua một dịp mình tới nhà mình nấu mình đãi cho anh chị em một buổi. Cũng nói trước với bà con là mình nấu đồ chay mình nêm cũng có đẳng cấp lắm nha, vừa ăn rất là ngon. Còn bắt của anh chị mà chắc phải mình đã đau bao tử, chắc có lẽ mình dùng chừng 3 hoặc 4 chén thôi, tại vì mùa này mình phải ăn hạt tiện á.
anh chị em, không nên ăn nhiều quá. Mình cũng mời anh chị em dùng miếng coca cho mình. Mời anh chị em hãy dùng quên hút miếng nước canh súp cho anh chị em. Trời ngon quá anh chị em ơi. Vừa ăn quá anh chị em. Anh chị em nêm chút xíu muối vô, chút xíu bột ngọt vô. Cái mình sắc hành với tiêu thôi đó. Nhưng mà khi để nguội nước mình mới nêm nha anh chị em, thì nó vừa ăn lắm. Tuyệt vời. Cũng chừng là qua hết mùa dịch. Khi nào mình nói trước rồi mà, khi nào mà cảm thấy mình ốm quá, mình mất sức quá, thì mình sang mặn lợi. Đâu có gì đâu anh chị em, bình thường đó mà. Phải không? Cảm ơn anh chị em. Mến chúc anh chị em thật là nhiều bình an, vui vẻ, hạnh phúc. Và nhớ là bà con đừng có đi ra đường, tại vì cái bệnh Covid này nó không có thực hại hay đó. Nhớ là ở trong nhà cẩn thận. Chỉ có những người mà cần ra đường thì mới ra đường thôi. Mến chúc anh chị em.